Hi, xin chào các bạn. Nếu đây lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì Duy sẽ cho các bạn xem cái khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này. Thì với những cái clip trước đây thì Duy cũng đã cho các bạn xem rất là nhiều về chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nó sẽ đặc biệt hơn là cái khoang nội thất trên chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này, khách hàng phải trả thêm gần 400 triệu đồng. Thì liệu với gần 400 triệu đồng này có xứng đáng để khách hàng phải trả thêm tiền cho cái khoang nội thất này không? Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem cái clip của mình nha. Theo như các bạn đã biết thì trên những dòng xe siêu sang thường sẽ được trang bị nội thất da rất là cao cấp và sang trọng, và chúng ta thường nghe nói là da Nappa. Thì da Nappa là một cái loại da rất là cao cấp, bền bỉ và hiện tại được bọc trên những dòng xe sang của Mercedes-Benz như Mercedes-Benz S450 Luxury, Mercedes-Benz S450 Maybach, và chỉ được bọc trên tay lái của những chiếc xe Mercedes-Benz thông thường khác. Và đặc biệt ngày hôm nay thì trên chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này thì đại lý bên Duy đã đặt thêm tùy chọn cái da Designo Exclusive Semi Aniline, và chất liệu da này thì các bạn chỉ được đặt tùy chọn trên chiếc xe Maybach mà thôi. Trên cái tên gọi là Designo Exclusive Semi Aniline thì nó sẽ có hai phần các bạn nhé. Một là Designo Exclusive và hai là Semi Aniline. Designo Manufacture là một cái bộ phận được Mercedes-Benz xây dựng và phát triển để chuyên cá nhân hóa cho những cái mẫu xe của hãng, và những cái nội thất hay là màu sơn được Designo nhúng tay vào thì các bạn hình dung nó giống như là một cái tuyệt tác, bởi vì hầu hết các chi tiết đều được mai thủ công bằng tay rất là tỉ mỉ ở từng đường nét, và các màu sơn thì với những cái lớp sơn cực kỳ độc đáo và độc quyền. Thì còn với chất liệu da Semi Aniline là một cái loại da với công nghệ thuộc nhưng vẫn giữ được bề mặt ngoài tự nhiên nhất có thể. Nếu phóng to cái bề mặt da lên thì các bạn hình dung là nó sẽ rất là sần sùi, nó sẽ không được nhẵn bóng như da Nappa đâu, và trên những cái bề mặt da thì sẽ còn để lại những cái lỗ chân lông của da động vật luôn. Và đặc biệt khi ngồi vào chúng ta sẽ cảm giác là cái da nó rất là mềm, rất là mát. Khi mà chúng ta ngồi bên trong khoang nội thất này thì chúng ta sẽ nghe được cái mùi da rất là thơm, rất là khác so với nội thất của những cái chiếc xe Mercedes-Benz khác. Thì cái cảm giác mà khi mà chúng ta mở cửa vào mà bước vào bên trong cái khoang nội thất này thì chúng ta sẽ thấy một cái điều cực kỳ khác biệt luôn. Đầu tiên là cái mùi rồi các bạn. Thứ hai nữa là những cái đường nét mai của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này với cái da Designo Semi Aniline thì các bạn thấy nó cực kỳ đẹp và cực kỳ sang trọng luôn. Chắc chắn là nếu mà khách hàng nhìn vào cái nội thất da này thì chắc chắn là các khách hàng sẽ sẵn sàng trả tiền thêm thôi các bạn. Rất là đẹp luôn á. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cận cảnh cái da này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy là cái ghế của nó mai á, nó không có phải là nhẵn bóng hết đâu. Những cái chi tiết này các bạn thấy không? Đó, chỗ này nè, những cái đường cong của da này rất là tự nhiên luôn. Kiểu nó không cố gắng mà làm cho nó chỉnh chu nhất có thể. Nhưng mà các bạn thấy nè, tại vì cái chất liệu da nó là như vậy rồi, các bạn thấy không, rất là đẹp, cái ghế mai rất là đẹp luôn đó. Còn ở đây thì nó sẽ có những cái chi tiết nè, các bạn thấy không đó. Những cái chi tiết nụp lỗ ở đây thì mặc dù là những cái điểm nhỏ nhỏ thì thôi, nhưng mà các bạn thấy là cái nội thất của chúng ta cực kỳ tinh tế luôn, rất là đẹp các bạn nha. Còn ở cái khu vực để tay nè, các bạn thấy ở cái khu vực để tay này được mai cái quả trám nhô lên rất là đẹp, rất là êm, cảm giác là rất là cực kỳ sang trọng luôn các bạn. Và những cái chỗ mà màu da nâu này thì được mai bằng chỉ màu trắng luôn đó, thì nó độ để lộ lên một cái đường chỉ nó cũng khá là đẹp. Thì cái nội thất này chủ yếu là mai thủ công bằng tay hết các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, rất là sang trọng, rất là đẹp luôn. Và bây giờ Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây. Thì các bạn có thấy là
với mức giá gần 400 triệu đồng thì có đáng để bỏ thêm ra để mua chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này với cái nội thất cực kỳ đẹp và cực kỳ sang trọng như vậy không? Nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì liên quan đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể comment cho mình ở bên dưới hoặc có thể gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy cái clip của mình hay thì các bạn bấm like và share giúp mình, và đừng quên là bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.